ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Gọi tên thí sinh Phan Thị Hương. Mỗi người đều có một giấc mơ riêng cho mình. Với tôi, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là nơi tôi gửi gắm khát khao và hoài bão của tuổi trẻ. Trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tôi không bao giờ quên được trong ký ức thanh xuân của mình. Và các bạn biết không, hào quang đâu phải đến từ chiếc vương miện. 2 năm đương nhiệm đã mang lại cho tôi thật nhiều cảm xúc. Bên cạnh những thăng trầm của cuộc sống, tôi hạnh phúc với những gì mình có được. Hoa hậu Phạm Hương, danh hiệu ấy chính là khởi đầu mới cho một hành trình dài mà tôi và ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ luôn sát cánh cùng nhau. Chặng đường của tôi bước qua với nhiều thử thách, nhưng tôi luôn là người tích cực nhất, mạnh mẽ nhất và nhiệt huyết nhất. Tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện tại Lâm Đồng, Khánh Hòa, các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai do bão lũ, trao nhà tình thương ở quê hương Hải Phòng và rất nhiều các hoạt động khác cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và sau mỗi chuyến đi, tôi thấy vui và muốn tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, vì ở đâu cũng sẽ đều có những mảnh đời cần sự chung tay chia sẻ. Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, đó chính là ngày mai. Khi nhìn lại hành trình 2 năm, có rất nhiều điều tôi mong muốn được chia sẻ với mọi người. Và điều tôi muốn gửi gắm tới các bạn trẻ, đó chính là sự kiên trì. Top 10 nhân vật truyền cảm hứng của năm 2015 chính là món quà ý nghĩa nhất để tiếp thêm sức mạnh để tôi trở thành người truyền cảm hứng cho vẻ đẹp hiện đại. Tạm gác lại cuộc sống riêng tư, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội. Tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về thông điệp sống đẹp và sống có ý nghĩa, để từ đó lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái và sự gắn kết. Tôi và ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam muốn tìm kiếm đại diện mới cho hình mẫu của người phụ nữ tự tin, hiện đại và bản lĩnh. Đó là tâm nguyện và trách nhiệm mà chúng tôi muốn gửi gắm đến tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Hãy sống hết mình với đam mê, đừng phí hoài tuổi trẻ, hãy mở lòng đón nhận những cơ hội, cho đi nhiều hơn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời khác. Tôi đã làm được, bạn cũng sẽ làm được, và hãy tin vào chính mình.